Chào các em, hôm nay thầy hướng dẫn các em bài phương trình lượng giác cơ bản viết 2. Ở bài trước các em đã được học hai dạng phương trình, đó là sin x bằng m và cos x bằng m. Hôm nay mình qua cái phương trình thứ ba, đó là tan x bằng m. Trên mặt phẳng tọa độ OXY cho D là cái điểm trên trục tan có tọa độ là 1 căn 3. Câu hỏi đặt ra là trên đường tròn có những cái điểm nào mà góc lượng giác của nó có tan bằng căn 3. Hãy xác định số đo của các góc lượng giác đó. Các em theo dõi cái đoạn AT nó đang bằng căn 3, thì nhiệm vụ của mình phải xác định trên đường tròn có những cái điểm nào mà AT nó bằng căn 3. Rồi, để xác định được những điểm trên đường tròn mà tan bằng căn 3, tức là AT bằng căn 3, các em chỉ cần lấy thước, các em nối từ tâm đường tròn đến điểm T. Các em thấy nó cắt đường tròn tại một điểm, đó là điểm M, là một điểm. Và các em phải kéo ngược lại ở phía dưới đường tròn, các em thấy nó cắt đường tròn thêm một điểm nữa, đó là điểm N. Vậy ta được hai góc, đó là góc AOM và góc AO anh. Rồi, góc AOT bằng 60 độ. Vì các em nhìn vô cái bài, ở những cái bài trước chúng ta nhìn vô các bảng giá trị lượng giác, các em sẽ thấy góc AOT bằng 60 độ. Còn góc AON thì các em lấy 60 độ, tức là góc AOM, các em cộng thêm nửa vòng tròn nữa, tức là 60 cộng 180 bằng 240 độ. Tuy nhiên, các em có thể tính góc AON theo cái chiều âm như sau. Các em lấy trừ 90 độ, tức là đi theo chiều âm, là theo chiều quay kia đồng hồ, tức là góc AOB phẩy đó các em. Rồi các em đi tiếp theo chiều âm 30 độ nữa, vậy chúng ta sẽ được âm 120 độ. Các em đi theo chiều dương hay chiều âm đều được hết. Các em ghi nhớ phương trình có dạng tan x bằng m nó sẽ tương đương với x bằng alpha cộng k pi, trong đó k thuộc z, alpha thuộc cái khoảng trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Còn alpha là cái góc được tính bằng radian mà nó thỏa tan alpha bằng m. Có những cái bài mà nó cho ở dạng độ, nó không cho radian, thì các em phải đổi từ radian sang độ. Và công thức độ như sau: tan x bằng tan a độ tương đương x bằng a độ cộng k 180 độ k thuộc z. Các em chú ý là nếu nó cho độ mà các em ghi k pi là các em sai, các em phải đổi sang độ luôn. Chúng ta qua phương trình thứ tư, phương trình cotang x bằng m. Cũng tương tự như vậy, trên mặt phẳng tọa độ OXY cho điểm C là cái điểm trên trục cotang có tọa độ trừ 1, 1. Câu hỏi đặt ra, những điểm nào trên đường tròn lượng giác mà góc lượng giác của nó bằng có cotang bằng trừ 1? Hãy xác định số đo của các góc lượng giác đó. Cotang bằng trừ 1 tức là cái đoạn BC bằng trừ 1 các em. Rồi, cũng tương tự như ở phương trình trước, để xác định cái điểm trên đường tròn mà có cotang bằng trừ 1, các em nối từ tâm đường tròn đến cái điểm đó. Các em thấy nó cắt đường tròn tại hai điểm, đó là điểm M và điểm N. Vậy hai góc đó là góc AOM và góc AON. Góc AOM á, thì nó bằng góc AOB cộng tiếp cho BOM, tức là bằng 90 độ cộng 45 độ bằng 135 độ. Còn góc AON thì các em đi theo chiều âm cho nó dễ, thì các em được trừ 45 độ.
Các em ghi nhớ, phương trình cotang x bằng m nó sẽ tương đương với x bằng alpha cộng kb. K thuộc z, alpha thì thuộc các khoảng không bi, và alpha phải tính bằng radian. Alpha là cái góc mà nó tỏa cotang alpha bằng m. Cũng giống như ở bài trước, nếu cái đề bài nó cho đơn vị là độ thì các em phải đổi từ radian sang độ. Công thức như sau, cotang x bằng cotang a, a độ á, thì tương đương với x bằng a độ cộng k 180 độ, k thuộc z. Bây giờ chúng ta qua các ví dụ giải các phương trình sau. Thầy cho 4 câu. Thầy sẽ hướng dẫn các em 2 câu a và b. Các em sẽ tự làm 2 câu c và d. Ví dụ này cũng dễ thôi. À, câu a, tan x bằng 0 thì các em biết rồi, 0 tức là tan 0 độ. Các em nhìn các bảng giá trị ở bài trước các em sẽ biết. Các em sẽ đổi từ 0 qua tan 0. Các em áp dụng công thức là được x bằng 0 cộng kb, tức là bằng kb. Câu b, các em thấy câu b nó cho ở dạng là độ. Vậy các em phải ghi độ. Ta có tan 30 độ trừ 3x bằng tan 75 độ, tương đương 30 độ trừ 3x bằng 75 độ cộng k 180 độ, chứ không phải là kb nha các em. À, các em chuyển vế đổi dấu thì các em được 3x bằng 30 độ trừ 75 độ trừ k 180 độ. Các em chia 3 xuống, các em được x bằng trừ 15 độ trừ k 60 độ, k thuộc z. Các em qua phần tiếp theo, giải phương trình lượng giác bằng máy tính cầm tay. Các em có thể giải phương trình lượng giác bằng máy tính cầm tay qua hai ví dụ sau đây. Câu a, có x bằng 0,4. Câu b, tan x bằng căn 3. Kết quả ghi theo đơn vị radian và làm tròn đến hàng phần trăm. À, cái đề nó kêu là kết quả ghi bằng đơn vị radian. Thì bây giờ trước tiên các em phải đổi sang radian trước. Em nào xài máy tính 507 thì các em bấm Shift Mode 4 để em đổi sang radian giùm thầy. Còn em nào sử dụng máy tính 508 thì các em bấm Shift Mode 2 để em đổi sang radian. À, cách bấm như sau. Câu a, cos x bằng 0,4. Các em bấm Shift Cos 0,4, em bấm bằng, nó sẽ ra 1,16. Và các em nhớ lại ở cái tiết 1 ở bài trước, cos có hai giá trị, là ta được x bằng 1,16 cộng k 2 pi, và một cái nữa là x bằng trừ 1,16 cộng k 2 pi, k thuộc z. Câu b, tan x bằng căn 3, các em bấm máy tính, bấm Shift tan căn 3, nó sẽ ra pi trên 3. Vậy các em có x bằng pi trên 3 cộng kb, k thuộc z. Rồi chúng ta qua một cái bài toán cuối cùng. Các em nhìn lên cái hình, các em thấy đó là cái bàn đạp xe đạp. Ở giữa cái vòng tròn đó là cái ta gọi là cái dĩa, cái đĩa xe đạp. Thì khi các em đạp, ánh sáng từ trên nó chiếu thẳng xuống thì có phải là cái bàn đạp nó in cái bóng lên cái trục nằm ngang. Nó in cái bóng lên đó là điểm M. Còn cả cái trục bàn đạp khi mà nó quay thì nó in cái bóng lên cái trục nằm ngang đó là cái đoạn OM. Thì người ta cho cái phương trình chuyển động của cái bóng đầu trục là x bằng 17 nhưng cos 5πt cm. Cái đề nó đặt ra là hãy xác định cái thời điểm mà tại đó cái đoạn OM, tức là cái bóng của cái bóng đầu trục á, cái bóng đầu trục nó in lên mặt đất. Xác định thời điểm mà cái bóng đoạn OM nó bằng 10 xăng. Kết quả làm tròn đến hàng phần 10. Rồi. Cái đoạn OM bằng 10, tức là chiều tuyệt đối của x bằng 10 thì chúng ta thế vào thôi. Chúng ta ra chiều tuyệt đối 17 cos 5πt bằng 10. Thì các em cắt làm hai trường hợp. Một trường hợp bằng 10, một trường hợp bằng trừ 10. Rồi các em chia 17 xuống. À, các em được cos 5πt bằng 10 phần 17. Cos 5πt bằng trừ 10 phần 17. Thì đến đây các em đã sử dụng máy tính cầm tay rồi. Các em bấm Shift cos 10 phần 17. Thì các em sẽ ra là 0,9. À, các em nhớ là cos nó có hai trường hợp. Thì chúng ta ghi là cộng trừ 0,9 cộng cả 2π.
Tương tự cho ở dưới chúng ta cũng được. Cộng trừ 2,2 cộng cả 2π. Rồi các em chia 5π qua. Các em sẽ được t bằng cộng trừ 0,6 cộng k 2/5. Ở trường hợp dưới các em được t bằng cộng trừ 0,14 cộng k 2/5. Vậy đến đây chúng ta trả lời độ dài bóng OM bằng 10 cm tại các thời điểm t bằng cộng trừ 0,6 cộng k 2/5 hoặc t bằng cộng trừ 0,14 cộng k 2/5. Và các em chú ý là chúng ta chỉ chọn k là cái số nguyên sao cho t là số dương, bởi vì t là thời gian, thời gian thì luôn luôn là số dương không âm. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Thầy chào các em.